Sáng nay Thường Vi làm cái diễn đàn đó, vạch mặt với con có tên là Lê Vi và một số người khác âm mưu kích động bà con nhân dân chống nước xuống đường biểu tình từ ngày mùng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 9 tới đây. Bởi vì chúng á, cái mục đích của chúng là gây xáo trộn cái tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Cái đó là cái bản chất của bọn chúng. Điều đáng nói hơn á, với cái tên Lê Vi này này, lấy cái hình ảnh tướng Lê Xuân Việt bây giờ đang phụ trách cái hạm đội Thái Bình Dương mà phụ trách ở Nhật Bản á, để kêu gọi kích động bà con nhân dân trong nước xuống đường biểu tình. Bởi vì nó dùng cái hình ảnh của thiếu tướng Lê Xuân Việt là một tướng của Hoa Kỳ, là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, nhưng đối với tướng Lê Xuân Việt bây giờ là gia nhập quân đội của Hoa Kỳ và phụ trách cái việc bảo đảm an ninh trật tự ở Thái Bình Dương và phụ trách ở ngay chính quốc gia Nhật Bản. Ông không có quyền hành gì để điều quân sang đánh chiếm bất kỳ nước nào khi chưa có lệnh của Quốc hội Mỹ cũng như sự phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump. Chính vì vậy á, Lê Vi dùng cái hình ảnh Lê Xuân Việt để kích động kêu gọi bà con nhân dân trong nước. À, nói rằng bà con nhân dân trong nước hãy xuống đường biểu tình đi, tướng Lê Xuân Việt sẽ đem quân về hỗ trợ cho các bạn. Cái điều đó không có là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, đối với một vị tướng mang quốc tịch Mỹ mà người gốc Việt, nhưng Lương Xuân Việt phụ trách cho quân đội Hoa Kỳ nên nó có luật, có khuôn khổ của luật pháp Hoa Kỳ. Chính vì vậy, sử dụng cái hình ảnh Lê Xuân Việt để kích động bà con là một hành động bị ổi, sai trái. Nó đánh lừa bà con, nhân dân ở trong nước. Chào Trần Thành Tâm, chào Nguyễn Minh Khang. Đó là việc làm của Lê Vi. Còn đối với Daniel, là một, trước kia là một Việt Kiều sinh sống ở Pháp, nhưng trong khoảng thời gian một năm trở lại đây ấy, Daniel không sinh sống ở Pháp mà trở lại Việt Nam để tham gia live stream kêu gọi đồng bào ở trong nước, cũng như được sự hậu thuẫn của các thế lực phản động ở hải ngoại, mở các diễn đàn kích động, lôi kéo, xuyên tạc, vu khống, bịa đặt về tất cả các mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, vân vân. Để lôi kéo bà con nhân dân trong nước tham gia vào việc mà y được sự chỉ đạo của các tổ chức phản động, đặc biệt là tổ chức của Việt Tân. Chính vì cái điều đó, Dương Vi muốn tất cả bà con ở trong nước biết về cái tên Daniel này. Cái diễn đàn của Daniel ấy được những kẻ dân chủ cuội ở trong nước hưởng ứng và lên diễn đàn để xuyên tạc một cách trắng trợn, đặc biệt là bôi nhọ về lãnh tụ, nói xấu về đảng và các lãnh đạo của đảng, nhà nước. Khi diễn đàn của Daniel mở ra,
các thế lực phản động ở hải ngoại thường xuyên lên đấy để kêu gọi kích động, đồng thời sử dụng những chiêu trò lôi kéo và chỉ bảo bà con nhân dân ở trong nước sử dụng vũ khí và bom xăng để tấn công các lực lượng chức năng cũng như các trụ sở của công an ở trong nước. Đấy là cái mục tiêu của những kẻ phản động ở ngoại. Còn đối với những kẻ phản động ở trong nước tham gia diễn đàn ấy, cũng kêu gọi bà con nhân dân trong nước tham gia biểu tình và xuyên tạc về chế độ đảng, nhà nước, đặc biệt là tên Xiêm Thái, Lê Minh Thể. Trong diễn đàn của Daniel ấy, cũng có cha Nguyễn Duy Tân tham gia vào trong đó. Đấy là những cái việc mà Daniel thường xuyên làm. Cái diễn đàn của Daniel ấy mở ra cách đây được hơn 2 tháng nay. Và trong thời gian gần đây ấy, các thế lực phản động ở hải ngoại kêu gọi những kẻ dân chủ cuội ở trong nước liên tục mở ra nhiều các diễn đàn khác nhau để cùng nhau công kích, lôi kéo bà con nhân dân ở xung quanh, đặc biệt là những người thân quen, những người ở xung quanh khu vực mà bọn chúng sinh sống đó, để tham gia vào việc biểu tình. Chính vì vậy ấy, chúng ta phải hết sức lưu ý, lưu tâm đến những cái kẻ mà mở diễn đàn suốt ngày xuyên tạc về chế độ đảng, nhà nước, xuyên tạc về lãnh tụ. Đối với các diễn đàn ở hải ngoại thì bọn chúng mở 24/24 giờ. Còn diễn đàn ở trong nước, bọn chúng mở hầu như 24/24 giờ. Rất là nhiều các diễn đàn nó tham gia và kêu gọi biểu tình, tổng biểu tình. Hà cớ chi phải biểu tình? Mà biểu tình được lợi ích gì? Ngược lại, hại ngay chính bản thân mình. Hại nước, hại dân chứ làm được cái gì? Dương Vi sẽ mời một số kẻ phản động cũng như những kẻ dân chủ cuội ở trong nước lên diễn đàn để đàm. Riêng cái bản chất của cái đám phản động ở hải ngoại ấy, thì bọn chúng chỉ kêu gọi, kêu gào bằng mồm thôi. Nhưng người thực hiện ở trong nước này này là người đó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, rơi vào vòng lao lý. Đồng thời á, cũng sẽ bị pháp luật người ta trừng trị một cách thích đáng và nghiêm khắc. Riêng bây giờ á, ở hải ngoại có khoảng 5 đến 6 cái diễn đàn mà chúng ta thường xuyên nghe bọn chúng kêu gào tuyên truyền, đặc biệt là tên Tiger. Tiger này, Vũ Sư Hùng Lân, Benny Trương cũng vừa kết thúc diễn đàn, Tân Thái cũng vậy. Những kẻ dân chủ cuội ở trong nước ấy, tham gia vào cái diễn đàn của bọn chúng rất là cực đoan. Đối với cái tổ chức phản động ở trong nước này này, cái đám dân chủ cuội á, được sự hậu thuẫn của cái tổ chức Việt Tân mà hiện tại á, Phạm Thị Hồng Thuận có một cái họ khác là Trinh Ti Hồng Thuận, đang có mặt tại Campuchia. Sau khi Trịnh Thị Hồng Thuận này xuất hiện, tiếp đến sẽ có con phó chủ tịch
phụ trách mảng thanh niên của tổ chức Việt Tân là con Emily xuất hiện, sau đó là kêu gọi đồng bào giáo dân tham gia biểu tình thông qua các cha như Đặng Hiếu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân. Đấy là cái việc làm của bọn chúng. Mà Dương Vy cũng xin nói thêm về cái việc trước khi cái đám dân chủ cuội ở trong nước nó xuống biểu tình này. Trước khi cái đám này xuống biểu tình ấy, thì cái đám Ba Sọc lưu vong ở hải ngoại, ở Mỹ này, Úc, Pháp, Canada, bọn chúng sẽ tổ chức biểu tình kéo cờ kéo quạt ở các đường phố kể từ đêm hôm nay, đêm mùng 1 của Việt Nam, dạng sáng mùng 2 của Việt Nam, thì mùng 1 ở bên Mỹ, Canada. Mục đích chúng làm gì? Để cổ suý tinh thần cái đám dân chủ cuội ở trong nước này nó liều lĩnh hơn. Đấy. Chào Lương Văn Đoàn, chào Trương Thị Thủ Tâm. Ở đây có John Ken Nguyễn này này. Rất hay đăng những cái status kích động bà con nhân dân ở trong nước tham gia biểu tình. Đấy. Xuyên tạc về Đảng, xuyên tạc về Bác, bôi nhọ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tôi nói có đúng không John Ken Nguyễn? Chào Nguyễn Hữu Thọ, chào chú Nguyễn Thanh Bằng. Đối với cái đám dân chủ cuội trong nước này, được sự hậu thuẫn của cái đám Ba Sọc ở hải ngoại cũng như đám Việt Tân ấy, ủng hộ về tiền này, thậm chí mang vũ khí xâm nhập qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam, nhưng những cái hành động đó không bao giờ qua được cái con mắt của nhân dân, đặc biệt là lực lượng an ninh Việt Nam. Nên các vị đừng có hy vọng dùng cái cớ kêu gọi bà con nhân dân trong nước xuống đường biểu tình để dùng súng đạn hoặc bom xăng gây xáo trộn cái việc mà người ta xuống đường biểu tình, sẽ trở nên bạo động. Từ đó các vị kêu gào đến cái Liên Hợp Quốc nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp vào. Cái việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nhé. Nếu các vị có giỏi, các vị hãy trực tiếp về đây cầm đầu để kêu gọi bà con nhân dân trong nước xuống đường biểu tình, chứ đừng có đợi xúi người khác để người ta vào tù. Đến lúc người ta vào tù và bị tù tội thì vợ con cái trong gia đình của người ta ai nuôi? Lúc đấy lại trở nên một cái gánh nặng cho xã hội, chứ không có làm được cái gì hết, tốt đẹp hết cho đất nước với cho con người Việt Nam hết. Đối với cái đám dân chủ cuội ở trong nước này, với cái đám phản động, phản quốc sống lưu vong ở hải ngoại cũng vậy. Đấy, các vị thấy đấy, trong cái thời gian tháng 8, cuối tháng 8 vừa qua, bắt được rất là nhiều kẻ giải truyền đơn, tính ra trên dưới 100 người, giả cả sư siếc xuống đường để giải truyền đơn bằng tiền, kêu gọi bà con nhân dân ở trong nước xuống đường biểu tình. Từ Kiên Giang này, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ. Đó. Những cái hành động của các vị làm sao qua được những con mắt của bà con nhân dân? Làm sao qua được cái mắt
của lực lượng an ninh Việt Nam. Còn những kẻ tham gia vào biểu tình á, kích động biểu tình á, chỉ có một con đường duy nhất, đó là vào sau song sắt ngồi bóc lịch ăn cơm miễn phí, chỉ có vậy thôi. Đấy, tối hôm qua có Xiêm Thái lên cái diễn đàn Daniel, bảo bà con nhân dân trong nước hãy xuống đường biểu tình đi, bởi vì nhà nước còn nợ chúng ta, theo hiến pháp còn nợ chúng ta, đó là điều 25 hiến pháp không cho có luật biểu tình. Dương Vy cũng comment ở dưới nói rằng anh Xiêm Thái, anh hãy đọc hết cái điều 25 đi, không được bỏ sót một câu từ nào. Có dám đọc đâu. Cái đó thể hiện cái gì? Thể hiện sự đánh lận con đen. Mà cuối cái điều hiến pháp ấy có một câu Dương Vy nhớ rất rõ rằng tham gia biểu tình đông người phải có ở trong khuôn khổ của luật pháp. Chính vì vậy ấy, cái đám dân chủ quậy này cùng với cái đám hiến pháp như Trinh Lê Phạm Hòa Bình ấy, chỉ có cầm cái cuốn hiến pháp đi nói khơi khơi là các bạn hãy xuống đường biểu tình theo điều 25 hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà có đọc hết cái gì điều 25 hiến pháp đâu. Và bọn chúng xuyên tạc hiến pháp, xuyên tạc về cái luật hình sự, đặc biệt là điều 79 và điều 88, điều 258. Còn đối với những kẻ mà lên mạng kêu gọi kích động bà con xuống đường biểu tình này, xuyên tạc ở trên mạng này, trên không gian mạng này, cũng vi phạm vào điều 117 của Bộ Luật Hình Sự nhé. Rồi sẽ bị cơ quan công an người ta sờ gáy. Đến lúc người ta mời lên đồn uống nước chè, hỏi tại sao số lại đen vậy. Với cái thời gian gần đây ấy, nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là bên đài truyền hình công an An Ninh TV ấy, với đài truyền hình quân đội, người ta đưa tin về cái đám phản động với cái chiêu trò kêu gọi tổng biểu tình rất là nhiều. Chính vì vậy các bạn, đặc biệt là những người sử dụng điện thoại thông minh này, vào YouTube gõ vào kênh tìm kiếm nhận diện sự thật thì nó sẽ ra những cái việc mà bọn chúng đang kêu gọi biểu tình đó. Riêng về bên quân đội với đài truyền hình quân đội với đài truyền hình công an nhân dân, người ta đưa những cái tin rất là cụ thể và chính xác. Còn đối với cái đài phản động ở hải ngoại, nó có trên dưới khoảng 17 cái đài phản động ở hải ngoại, nó phát trực tiếp trên Facebook này. Đấy, với phát ở hải ngoại kêu gọi biểu tình và xuyên tạc đảng nhà nước thường xuyên, hầu như 24/24 giờ, đặc biệt là đài SBTA là đài của tổ chức Việt Tân nó xây dựng nên, nên là cái đài đó nó xuyên tạc rất là có chiều rộng, chiều sâu. Nếu mà bà con nghe không để ý từng câu từng chứ của nó phân tích kỹ thì mình dễ bị đánh lừa lắm. Dương Vy có ghi một số cái điều khoản, cái điều luật mà bọn chúng hay vi phạm phải, đặc biệt các bạn trước khi tham gia ở cái việc
mà xuống đường biểu tình này này, hãy đọc kỹ về cái luật hình sự, nó có cái điều 79, điều 88 ấy. Tham gia ở trên mạng xã hội cũng vậy, có một điều 117, điều 127 gì đó. Còn quan điểm của Dương Vy ấy, lên trên diễn đàn này gặp ba sọc ở đâu đánh ở đó, vạch mặt cái âm mưu của bọn chúng ở đó, không để bọn chúng kêu gào nhởn nhơ ở trên các diễn đàn được. Riêng cái diễn đàn của Daniel ấy, lúc đầu mở ra có khoảng 20-30 người xem thôi, sau đó dần dần bây giờ hắn mở rất là khuya, từ khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ sáng, có lúc lên đến khoảng 200 mấy người xem. Cái diễn đàn của Daniel bây giờ lôi kéo được bà con nhân dân trong nước tham gia đêm khuya rất là nhiều. Riêng cái việc mà bọn chúng kêu gọi bà con nhân dân trong nước xuống biểu tình bằng cách giải truyền đơn bằng tiền ở trước các cổng trường ấy, đến hôm nay thì chưa thấy xuất hiện cái việc đó. Nhưng ngày mai mùng 2 tháng 9, mùng 3 được nghỉ bù, tức vào thứ hai, thứ ba và mùng 4, bọn chúng sẽ làm cái việc này. Đấy, chúng ta phải thật sự lưu ý cái âm mưu thủ đoạn của bọn chúng không có gì khác cả. Mục đích của bọn chúng cũng muốn cho nước Việt Nam trở thành một nước Ả Rập Ả Riết ấy. Đối với những cái kẻ phản động ở hải ngoại này là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của dân tộc, cái đám dân chủ cuội ở trong nước này cũng là kẻ thù của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân, nhân dân lao động. Bởi vì làm sao? Bởi vì chính cái đám này này xuống đường biểu tình gây mất an ninh trật tự, bà con buôn bán không buôn bán được. Chào A Quy Nguyễn Anh Quân. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, sau khi biểu tình, bà con nhân dân trong nước này sản xuất ra, nông dân như Dương Vy này sản xuất ra nông thủy hải sản không buôn bán được, buôn bán không có ai mua, xuất khẩu thì không xuất khẩu được. Xuống đường ăn mừng thoải mái A Quy nhé. Còn xuống đường để kích động kêu gọi bà con tham gia biểu tình chống đối chính quyền nhân dân, chống đối đảng nhà nước là không được, mà đòi lật đổ chính quyền nhân dân có nghĩa là đòi giết những người nông dân như chúng tôi, thì nhân dân chúng tôi phải đứng lên để trừng trị cái đám dân chủ cuội này với cái đám ba sọc sống lưu vong ở hải ngoại phản động phản quốc này này. Các vị chưa làm gì được cho đất nước, cho quê hương đất nước của chúng tôi. Tối hôm qua tôi có hỏi anh Xiêm Thái, anh giỏi vậy, anh đã làm được gì cho chính cái nơi mà anh đang sinh sống chưa, làm được gì cho gia đình và quê hương mình chưa, mà anh toàn nói chuyện tầm vĩ mô.
Các vị lúc nào cũng đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Để làm gì? Để các vị đem bom đạn đổ xuống cái đầu nhân dân chúng tôi chứ. Luật pháp Việt Nam không cho phép điều đó xảy ra, mà đặc biệt hơn ấy, các tầng lớp nông dân và công nhân chúng tôi không cho việc đó xảy ra nhé. Khi nào các anh muốn lật đổ được cái chế độ Đảng Cộng sản ấy, các anh hãy làm cho những người nông dân như chúng tôi này, hơn 60 triệu nông dân chúng tôi này, có cơm ăn áo mặc, có phúc lợi xã hội tốt đẹp hơn bây giờ đi. Có làm được điều đó không? Các vị có làm được cho hơn 60 triệu người nông dân như chúng tôi đi học được miễn học phí không? Đặc biệt là những người dân tộc thiểu số như chúng tôi đi học không phải mất tiền học phí, đi trạm, đi bệnh viện không phải mất tiền viện phí không? Các vị xây ra được những trường học để cho bà con nhân dân chúng tôi học hành một cách tốt nhất không? Xin thưa rằng không, các vị không làm được cái điều đó. Mà các vị phá hoại thì có, phá hoại thì rất là nhiều. Chào anh Lưu Ly, chào chị Mai Dương, chào anh Ngọc Anh. Nếu các vị lật đổ được Đảng Cộng sản, tôi xin thưa rằng cách đây hơn 43 năm về trước ấy, lúc đó đứng đằng sau cái đám ba sọc Việt Nam Cộng hòa này này, cái đám ngụy quân ngụy quyền tàn ác độc nhất vô nhị, có Mỹ nó hậu thuẫn bằng bom đạn tiền bạc, mỗi một năm hỗ trợ tiền mặt 300 triệu USD, bom đạn vũ khí đạn dược bây giờ ấy vẫn còn tồn ở khắp đất nước này, tổng kho Long Bình này, bây giờ cái số vũ khí đạn dược của Mỹ tiếp viện cho cái đám Việt Nam Cộng hòa, cái đám ba sọc ngụy này này còn tồn ở đấy, có thể đánh 5 đến 10 năm nữa chưa hết được cái số lượng vũ khí đó. Nhưng các vị đã làm được gì? Xin thưa rằng không làm được gì chúng tôi, đặc biệt nông dân và nhân dân chúng tôi có sự đoàn kết rất là chặt chẽ và tin tưởng vào dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy các vị đừng có hy vọng xuyên tạc bóp méo sự thật, lôi kéo kích động bà con nhân dân chúng tôi thêm nữa. Cái đám dân chủ quậy trong nước, các vị giỏi thì các vị bây giờ muốn đóng góp cho nhà nước, muốn làm cho nhà nước phát triển một cách tốt đẹp thì các vị hãy viết sách đi, hãy làm ra những cái đề án đi, góp ý cho Đảng, nhà nước, cho chính quyền địa phương nơi các vị đang sinh sống đi. Những cái xây dựng đóng góp góp ý một cách trung thực thành thực của các vị thì nhân dân chúng tôi nghe, Đảng, nhà nước người ta cũng nghe. Nhưng ngược lại các vị chỉ phá hoại, toàn xuyên tạc. Thử hỏi xem trên thế giới này có nước nào nó được tròn vẹn không, toàn vẹn không, không có mặt trái của xã hội không? Xin thưa rằng không, không có nước nào nó tròn chính như cái chữ O cả. Quả trứng gà còn méo nhá, nên nhớ biết rằng vậy. Đối với nông dân như chúng tôi ấy, các vị nghĩa là xuyên tạc lừa đảo được chúng tôi sao? Chẳng qua là các vị tiếp cận được những cái kẻ hám danh hám lợi vì vài cái trăm bạc ấy,
để kích động kêu gọi bà con nhân dân hàng xóm láng giềng của những người tham tiền đó tham gia xuống đường biểu tình. Ừ, kêu gọi bà con nhân dân xuống đường biểu tình thứ bảy chủ nhật như vụ ở Bình Thuận mùng 10 tháng 6 vừa qua. Chẳng qua cái đợt đó nhiều người người ta không biết, người ta tham gia vào đó để kiếm thêm thu nhập. Ngày thứ bảy chủ nhật thôi nghỉ nhà làm gì, đi tham gia biểu tình tí lấy 300.000, 500.000. Vâng, em mời anh Lưu Ly. Anh ấn ok thôi, anh ấn ok là em. Anh mất camera rồi anh Lưu Ly ơi. Anh thoát ra vào lại. Anh mất camera rồi. Các vị làm đủ mọi trò, đặc biệt cái đám dân chủ cuội trong nước làm ra nhiều cái nick Facebook giả để kích động chia rẽ những anh em hay lên diễn đàn để phản biện. Vâng, anh ra, anh vào lại. Những cái kẻ tham gia kêu gọi kích động bà con nhân dân trong nước biểu tình từ tháng 6 đến giờ và kêu gọi biểu tình tiếp đến mùng 2 tháng 9 này, những người đó có một số người đã bị cơ quan chức năng người ta còn những cái kẻ mà bây giờ đang ra giá và mở mấy cái diễn đàn mới sau cái vụ này qua ngày mùng 2 tháng 9 trở đi, tôi tin rằng lực lượng chức năng của các tỉnh người ta sẽ sờ gáy đến. Và đặc biệt hơn ấy, từ ngày mùng 1 tháng 1 2019 luật an ninh mạng được thực thi ấy, thì các vị sẽ ra hầu tòa, sẽ đứng trước tòa án và đứng trước những người nông dân như chúng tôi này.